Cho cá của anh Thảo lên là chìm thuyền đấy ông ạ. Chỗ nào thì thầy gọi nhé. Đây đội ông ấy, đội anh Thảo đi về đây. Chuẩn bị cho các bác xem cá nhá. Của ông được yến thôi mà. Cái loại bé bé nhèm nhèm toàn 2-3 cân ấy. Thế mà bỏ bé. À, ông với luôn cái dây của anh Thảo. Thảo câu mấy nữa nha? 4. Đấy, anh Thảo nhấc lên đi. Kìa nhảy ở ngoài kia còn to ấy. To mà, cá to đang lên mà. Ui xời. Hàng bé con cho nó khi thế. Hàng khủng. Ở dưới kia nữa à? Đâu? Hết. Thế rồi. Đấy, ông ấy là anh đi về là bây giờ em với anh Tùng câu lại. Không, nó chưa lên hết đâu, đang lên. Vâng. Nhai nạ. Cái gì? Ông mà mới không vào thì đây lại còn anh Tùng đang làm gì đây? Quả mồi vừa mới nặng để đây.